Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2021. Và bây giờ cũng buổi tối ngay là 9 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm mình các bạn thể lên YouTube này. Đấy. Đấy, các bạn lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy. Phú này. Đấy, các bạn có kênh Triệu Phú TV này. Đấy, kênh mình được là 58.000 lượt sắp rồi các bạn nhé. Sắp 58.000 lượt sắp rồi. Đấy, các bạn kích vào mục video này, rất nhiều giá cũ giá rẻ các bạn lựa chọn các bạn nhé. Đấy, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu giá rẻ thì mình sẽ giới thiệu và thanh lý luôn cho các bạn. Thì là sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về thì con này là con Samsung Lot 8 các bạn nhé. Đây, Samsung Lot 8 đây. Samsung Lot 8. Đấy. Ngoại hình thì máy con Samsung Lot 8 này thì là máy còn 90 trên 90% các bạn nhé. Đấy, ngoại hình con máy này chạm 90 trên 90%. Đấy, bản Hàn, 2 SIM, 2 sóng, IMEI con này rất là đẹp luôn nhá. IMEI là nó là 9999 luôn này. IMEI là 6668999, IMEI rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đây ạ. Ngoại hình máy con này máy còn 90 trên 90%. Đây, máy màu xanh rất là đẹp các bạn nhá. Con này là bản Hàn, 2 SIM, 2 sóng. Con Samsung Note 8 này thì là phiên bản của nó, mình sẽ xem phiên bản nó là RAM bao nhiêu GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,4 inch. Con này phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này gì nhỉ? Đây. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Này, 6GB này. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Này, Lot 8 này. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng, máy ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tình trạng con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 2.700.000. Tình trạng là máy chỉ bị vết sọc mờ màn hình thôi. Đây, vết sọc này. Đấy. Đấy, máy chỉ con này chỉ là sọc màn hình thôi các bạn nhé. Máy tất cả là dung bình thường, chỉ bị sọc tím tím đoạn này thôi. Đấy, các bạn có thể là vào hình nền đen này được này. Các bạn vào gì nhỉ? Cho nền đen chỗ nào. Nhưng nó không có hay sao. Bạn nào mà không muốn nhìn thấy cái sọc này thì các bạn có thể là tải giao diện màu đen cũng được. Đấy, rất nhiều dữ liệu, chả biết dữ liệu gì của khách. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, rất nhiều máy của khách đang dùng ấy. Đấy. Đấy. Tình trạng chỉ bị sọc mỗi cái đường mờ mờ này thôi. Đấy, cái sọc đường tím tím mờ mờ này. Đấy. Này các bạn, đây ra đây các bạn nhìn thì mới rõ nhá. Còn bình thường thì sẽ không lỗi gì các bạn nhá. Đấy. Đấy. Ngoại hình thì máy còn 90 trên 90%. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con Samsung Note 8 bị sọc màn hình này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.700.000. Đấy. 2.700.000 cho bạn nhá. Tình trạng chỉ bị sọc mờ mỗi màn hình thì thôi. Nhưng buổi tối ngày hôm nay thì mình vui vui thì mình sẽ bớt cho bạn 100.000 với giá là 2.600.000 nhá. Chỉ với giá là 2.600.000 thì các bạn là sở hữu sản phẩm Samsung Note 8 phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, ngoại hình thì máy rất đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 8 thì các bạn nhanh hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp, nếu mà Zalo tin nhắn ấy thì mình không trả lời kịp thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số thoại mình để đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và ở xa bên mình có ship nên các bạn yên tâm. Và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn chọn hình thức là cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán cũng được và chuyển chuẩn trước cũng được các bạn nhé. Đấy, mua hàng thì các bạn chỉ cọc trước cho mình 50k và 100k thì các bạn sẽ được nhận hàng các bạn nhé, nên là không phải chuyển trước thì các bạn nhá. Và tất cả sản phẩm bên mình thì cứ lỗ được một tuần và bảo hành là 6 tháng nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai con Samsung Note 9. Đấy, ngoại hình thì máy còn 90% các bạn nhá. Hai con Samsung Note 9, ngoại hình thì máy còn 90%. Đấy. Nói chung là máy cũng khá đẹp. Đấy. Đấy, Samsung Note 9 thì là con này là bản cà phê và con này là bản màu đen bóng các bạn nhá. Samsung Note 9 của nhà mình, hai con này nhà mình tất cả màn hình đẹp kia. Đấy, hai con này nhà mình mà tất cả màn hình đẹp keng nhé. Đây. Đây, màn hình hai con này thì màn hình đẹp keng này. Không ám ồ hay không lưu ảnh gì. Samsung Note 9 thì là màn hình của nó là tràn viền. Độ phân tràn viền 6,4 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Samsung Note 9 của mình tất cả nhà mình là hai con này đều là bản Hàn này. 2 SIM 2 sóng, mặc định mà về Việt Nam thì sẽ là 1 SIM. Thì bạn nào muốn dùng 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM cho các bạn.
Còn các bạn nào dùng một sim thì mình sẽ ở về một sim cho bạn các bạn nhé. Đấy. Đây, phiên bản của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Đấy. RAM con này là RAM 6GB này, bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Đấy, mình sẽ kết thử lối wifi, mình sẽ vào xem phim nghe nhạc cho các bạn luôn. Samsung Note 9 các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn. Đấy, các bạn nghe. Đấy, đấy nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn nhá. Nghe âm thanh thì quá tuyệt vời. Đây, màn hình thì cực kỳ sắc nét luôn. Nghiêng không có độ bóng mờ gì các bạn nhé. Đấy, các bạn mua về để xài hoặc Note 9 có hỗ trợ cái bút này. Đấy, các bạn chỉ cần bấm bút thôi sẽ là chụp ảnh. Rất là tiện lợi nhá. Đấy, các bạn bấm bút này sẽ là chụp ảnh. Đấy. Đây nó đang cái để cho nó cái sao này. Đấy, mình sẽ bắt đầu. Đây các bạn chỉ bấm bút thôi sẽ là chụp ảnh, hoặc các bạn đây chỉ bấm bút sẽ vào chụp ảnh. Rất tiện lợi Samsung Note 9. Đấy. Bạn nào mua sản phẩm Samsung về Note 9 về để trải nghiệm hay để sử dụng rất là ok các bạn nhá. Samsung Note 9 ấy ạ. Đấy. Đấy, ngoại hình thì máy còn 90 trên máy 90% các bạn nhé. Màn hình đẹp keng. Được cái màn hình đẹp keng, không ả mồ hay không lưu ảnh gì. Con màu cà phê này thì bên mình đang hai con này thì bên mình đồng giá cho bạn với giá là 6 triệu đồng một con nhé. Đấy. Hai con này bên mình đang thanh lý với giá 6 triệu đồng một con. Đấy, màu cà phê này và màu đen này các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Note 9 này dùng các bạn dùng vẫn là sang. Tại vì lúc thời điểm mới ra là mấy chục triệu mà. Các bạn dùng rất là thích các bạn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con iPhone 7 này. Đấy. Con iPhone 7 thì con này là phiên bản 32GB. Con này là phiên bản quốc tế 32GB nhá. iPhone 7 này. Con này là phiên bản quốc tế này, 32GB này. Đấy. Đây. Tình trạng pin con này thì không hiện phần trăm pin nhá. Thì vì con này thì là máy của nó là tình trạng của nó là máy đã sửa sóng một lần rồi. Tình trạng con iPhone 7 này là máy sửa sóng một lần các bạn nhé. Đấy, con iPhone 7 này là máy sửa sóng một lần. Thì ví dụ mà con này thì là vào ví dụ tất cả dùng bình thường, chỉ mỗi sáng là sửa sóng một lần thôi. Con này thì là màn zin nhé. Con này thì là màn zin, vân chay vân tay đầy đủ. Bản quốc tế 16GB. Con này thì là máy tình trạng hôm nay mình thâu khách, khách cũng đã bảo với mình là máy sửa sóng một lần. Đâm ví dụ mà các bạn vào bên trong nhà ấy, thì sóng nó hơi kém một chút các bạn nhé. Ví dụ các bạn mà vào trong nhà ấy, thì là sóng thì nó hơi kém một chút thôi. Kiểu vào trong sâu quá, nhiều nhà vệ sinh chứ các kiểu nhà kín ấy thì là sóng hơi kém một chút, còn mà ra ngoài thì là sóng bình thường các bạn nhé. Đấy, con này thì là máy đã sửa sóng một lần rồi, con iPhone 7 thì ạ. Đây, ngoại hình rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, máy màu hồng, ngoại hình rất là đẹp luôn. Đấy. Tất cả là dùng bình thường nhé. Đấy, máy sửa sóng một lần rồi. Đấy. Vào trong nhà sâu quá thì sóng thì nó hơi kém một chút thôi. Con iPhone 7 sửa sóng một lần này. Đấy thì là con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.700.000 nhá. Đấy. 1.700.000 thôi, iPhone 7 1.700.000, rất là rẻ luôn. À 1.800.000 nhá. Sorry các bạn là 1.800.000 nhá. Đấy, sorry các bạn là 1.800.000. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 này các bạn nhà hàng mình là sớm nhất nhá. Nói chung là 7 các bạn về để chơi game này, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi rất là ok. Đấy. Đấy. Đấy, sự khách đã sửa sóng một lần rồi. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000 nhá. Đấy, iPhone 7 1.800.000. Nói chung là mình cũng mình mua sao thì mình nói vậy thôi. Còn mình không nói không sửa thì các bạn cũng không thể biết được, tại vì ai mà tháo mên ra mà để gì nhỉ? Mình mua khách thì sao mình cũng kiểm tra thì mình cũng thấy thế. Còn các bạn mà mua hàng thì trên mạng các bạn có tháo mên ra thì các bạn kiểm tra ở đâu? Đấy, mình mua sao thì mình nói như vậy cho các bạn luôn, thuận tiện nhân thể nhá. Sửa sóng một lần 1.800.000 cho các bạn nhá, iPhone 7 này. Đấy, rất là ok luôn, bản quốc tế. Đây, bản quốc tế này, LLA 32GB luôn nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung à gì nhỉ? iPhone 7 này các bạn nhà hàng mình được sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, con Samsung A5 2017. Con Samsung A5 2017 này, con này là bản Hàn. Đấy, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng hay sao ấy. Con này mình thấy 2 SIM. Mình thấy 2 HDMI. Đấy. Con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED các bạn nhé. Con Samsung A5 2017 đấy ạ. Màn hình của nó là màn hình AMOLED cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là tuyệt vời. Cấu hình là RAM 3GB. Còn A5 2017 của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Ngoại hình thì máy con này máy còn 90, trên 90%.
máy đẹp leng keng xả beng luôn các bạn nhé. Con Samsung A5 2017 này, con này thì bên mình đang thanh lý loại giá là 1.600.000 nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý loại giá là 1.600.000, được cái là màn hình AMOLED nhá, cho hình thị hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Đấy, Samsung A5 2017 bản Hàn, hay sim máy sóng, máy màu hương nhạt này, rất là ok các bạn nhé. 1.700.000 cho bạn nhá. À sorry các bạn, là 1.600.000 nhá. Đây màn hình AMOLED, không ám đẹp keng, không ám bố hay không đi ảnh gì. 1.600.000 thôi các bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con iPhone 6S các bạn nhá. Đấy, iPhone 6S. Thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy. iPhone 6S thì hôm nay con này là bản quốc tế này, 16GB. Con iPhone 6S này con này là bản quốc tế nhá. Con này là bản quốc tế 16GB. Tình trạng pin con này thì là pin gì nhỉ? Tình trạng pin con này là 100% luôn. Con này thì hôm nay mình vừa thâu lại của khách, pin có kém một chút thì mình đã thay pin mới 100% cho các bạn nhé. iPhone 7 quốc tế, à sorry các bạn, iPhone 6S quốc tế. Đấy, 16GB. Này, ngoại hình thì máy còn độ 90%. Vỏ thì hơi phải theo thời gian đấy các bạn nhé. Đấy. Con này thì là vân chân vân tay đủ, máy bình thường, không lỗi lầm gì. Đấy, máy của gì nhỉ? Là một nam tính nhưng mà thích ảnh con gái, dùng rất là ok nhá. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý loại giá là 1.900.000 các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S này các bạn nhá, hãy lấy sớm nhất nhá. Con này thì là máy riêng nguyên bản, chưa sửa chữa gì. Mình chỉ duy nhất thay mẫu của pin mới cho các bạn nhá, các bạn yên tâm sử dụng nhá. Đấy. iPhone 6S 16GB 1.900.000 nhá. Đấy, các bạn hoặc các bạn cân nhắc mua con này 1.800.000 này cũng được. iPhone 7 các bạn dùng rất thích này. Tại vì nó nhanh, nó mượt lắm. Chip RAM nó cũng cao. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là con iPhone gì nhỉ? iPhone con này là 7 Plus các bạn nhé. Đấy. Con này là iPhone 7 Plus, con này là bản gì nhỉ? Con này là bản phiên bản 32GB các bạn nhé. Con iPhone 7 Plus thì là tình trạng pin con này thì là đây, pin con này 82%. Đấy. Pin zin theo máy luôn. Ngoại hình thì con này thì máy còn 90. Đây, ngoại hình thì máy còn độ 90%. Vỏ thì hơi phải theo thời gian các bạn nhé. iPhone 7 Plus này. Đây. Mặt lưng thì có hơi phải theo thời gian thôi. Đấy, iPhone 7 Plus này. iPhone 7 Plus thì được cái camera nó các bạn quay phim hay là chụp ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Mình làm, mình toàn làm vlog này, mình toàn quay iPhone 7 Plus cho các bạn đấy nhá. Đấy. Tất cả các video mình toàn quay iPhone 7 Plus đấy. Mình quay con này mấy năm nay rồi cơ, dùng rất là sướng các bạn nhá. iPhone 7 Plus 32GB này. Con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 3.900.000. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000. Thì là tình trạng con này thì là con này là bản lock nhưng mà đã được lên quốc tế cho các bạn nhé. Con iPhone 7 Plus này 32GB này, con này là phiên bản lock nhưng mà máy đã được lên quốc tế rồi. Các bạn chỉ phải lắp sim vào là sẽ dùng các bạn, dùng luôn nhé. Này, mình sẽ lắp thử sim cho các bạn luôn. Mình sẽ nhổ sim vào cái máy này ra. Mình sẽ nhổ sim vào cái máy này ra. Tại vì mình mua sao thì mình nói vậy, thì mình còn mình không nói là bản lock thì các bạn cũng không thể biết được. Tại vì lúc nhận máy thì các bạn có biết đâu. Thì các bạn dùng nó các bạn cũng không thể biết được. Là máy lock thì vì nó lắp đây. Bình thường là sẽ máy lock thì các bạn phải có sim ghép để lắp vào. Bình thường các bạn phải có một cái sim ghép nữa để các bạn lắp vào đây. Đây sim ghép thì mình ví dụ mình cũng có sim ghép. Đây. Sim ghép thì mình sẽ lấy sim ghép cho các bạn. Đấy. Bình thường là sẽ máy lắp nó sẽ phải có, các bạn phải có sim ghép này nhé. Đấy, các bạn phải có sim ghép này, các bạn để lắp vào đây thì mới dùng được các bạn nhé. Nhưng mà con này đã được lên quốc tế rồi, các bạn chỉ lắp sim vào thôi là các bạn dùng này, các bạn lắp sim vào là các bạn dùng thôi, chứ không phải là gì nhờ dùng sim ghép nữa các bạn nhé. Con này lắp đã được lên quốc tế rồi, các bạn về, các bạn mua về các bạn lắp sim vào là sử dụng bình thường, dùng như quốc tế thôi. Nhưng mà giá nó sẽ rẻ hơn quốc tế. Nhưng mà mình mua tình trạng sao thì mình nói vậy luôn. Tại vì mình bán cho hàng các bạn thì các bạn lúc nhận máy thì các bạn không thể biết được là lock hay là quốc tế. Đấy. Mình thì mua khách của người ta cũng nói thật, thì mình cũng nói thật luôn cho các bạn. Đấy, mình mua lại của khách, khách cũng bảo là lock lấy quốc tế. Nhưng mà gì nhỉ? Nhưng mình cũng bán cho bạn là mình cũng nói luôn là khách là không biết là khách lock quốc tế không, nhưng mà mình không reset mà.
người ta bảo đừng reset đi, cứ để nguyên thế là dùng, là vì người ta lên quốc tế rồi. Thì mình cũng bán luôn cho các bạn với giá là coi như là lock lên quốc tế các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thành lý các bạn giá là 3.900.000 các bạn nhá. iPhone 7 Plus nhá. Đấy, rất là sướng luôn. Các bạn cân nhắc mua 6S Plus chẳng hạn, các bạn mua con 7 Plus này dùng rất là ok luôn. 3.900.000. Rất là ok, iPhone 7 Plus dùng rất là sướng nhá. Mình cũng đang dùng 7 Plus quay vlog đây, rất là ok các bạn nhé. Và các bạn lắp SIM thôi là dùng bình thường thôi nhá, chỉ với giá là 3.900.000 đấy nhá. Nói chung là mình mua rẻ. Con này thì sẽ là bao cho các bạn là main zin, màn zin nhá, các bạn yên tâm sử dụng nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus lock với các bạn hàng sớm nhất nhá. Đấy rồi. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được là A8 2018 này. A8 2018 này hôm nay nhà mình tối ngày hôm nay thì nhà mình về được 3 cây các bạn nhá. A8 2018 này thì là gì nhỉ? Máy ngoại hình bên mình thì máy đẹp keng. Đấy, màn hình đẹp keng, tất cả máy đẹp keng luôn các bạn nhá. Đây, màn hình cũng đẹp keng. Đấy, A8 2018 thì là màn hình AMOLED. Đấy. 5.6 inch. Độ phân giải màn hình của nó là Full HD nhá các bạn nhá. Full HD cộng luôn. RAM con Samsung A8 2018 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là gì nhỉ? Super OLED các bạn nhé. Đây. Máy đẹp lên keng luôn, con màu đen này. À, gì nhỉ? Và con này là con màu gold nhá. Đấy, nhà mình có màu đen, hai màu đen và một gold. Thì sản phẩm Samsung A8 2018 này thì là bản Hàn một SIM nhá. Tất cả ba con nhà mình này bản Hàn một SIM. Đằng trước của nó được cái là hai camera, các bạn quay selfie hay là các bạn tự sướng rất là đẹp nhé. Đây các bạn tự sướng này, rất là nhìn rất là gì nhỉ? Nhìn mặt mũi rất là tròn và xinh nhé. Đấy, A8 2018 thì con này cực kỳ nhỏ gọn và chắc tay. Đấy, bạn nào dùng con này rất là ok các bạn nhé. Đấy, nhà mình về được 3 cây. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nhà hàng được sớm nhất nhá. Đấy, bên mình đang bán cho các bạn với giá là 2.400.000 một con. Đấy. Giá chỉ với giá là 2.400.000. Máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Rất là ok các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình cũng có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho các bạn. Thì là chúc các bạn đang xem video mình buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại vào clip tối ngày mai các bạn nhé.